Không đáng tin cậy. Nghe gì không đáng tin cậy? Nghe cái gì? Nghe gì nó không đáng tin cậy. Cà Mau xa lắm. Đừng có nghe đây. Ở cuối cùng bàn đồ gì tin dịch. Nghe cái... Đúng rồi. Hay quá. Cái bọn cái hay quá. Nghe nhầm hả? Không, được danh chương quá, nghe bình thường lắm. Nghe bình thường thôi, nghe mà nghe đời lắm, đời lắm, nghe nghe lộn. Nghe lộn. Gần. Chua gần rồi, nó gần rồi, gần rồi. Nó gần vậy á. Nghe nói gì? Nói Cà Mau xa lắm. Chúa, mình đánh ơi. Ta mỗi đội có một lượt thắng và có một lượt hòa nhau. Bây giờ là một lượt cuối cùng để giành chiến thắng, bước vào vòng đặc biệt. Chúng ta sẽ chọn ra một người không phải là người vừa thi. Anh Nico đi. Anh đi. Ờ, nữa hả? Có gì dễ đổi thừa thôi chứ không gì. Không, có thể đổi là anh Thước cũng được. Dạ. Rồi, xin hỏi hai vị ai sẽ lên ghế trước ạ? À? Em trước, anh trước. Dạ, để em. Em lên luôn đi. Dạ. Ủa, tôi đi nữa đó hả? Ráng thua nha. Kính thưa quý vị, Nicole đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đố chữ. Thư gì gội đầu dưỡng sinh gọi là gì? Thư giãn. Chính xác. Phong có năng khiếu phối đồ thời trang độc lạ gọi là gì? Phong cách. Chính xác. Thông tin nghe từ đâu không đáng tin cậy? Từ này bình thường người ta dùng nhiều lắm luôn. Đây là một câu đố chữ. Nghe từ đâu? Nghe gì đó? Nghe gì đó? Nghe đồn, nghe đồn. Cái đó là do nghe sao chứ chưa biết mình nghe vậy là vậy đó. Đáp án là nghe đồn. Chính xác. Em cứ trả lời nhanh là được. Anh ơi cô, em bắt đầu nể anh rồi đó. Nghe gì không bao giờ trọn vẹn? Nghe gì không bao giờ trọn vẹn? Nghe ngóng nghe. Nghe gì không bao giờ trọn vẹn hả? Nghe vẻ rồi đó. Giống như mình không đi học chuyên nghiệp chính thức. Chuyên nghiệp là chính quy nè. Giống như mình đứng ngoài cửa mình thấy người ta nghe ngóng. Nghe thấy người ta làm cái tấm vải đẹp quá, người ta theo đẹp quá, mình đứng mình học. Nghe lóm. Thế đáp án cuối cùng của em là gì? Học lóm, nghe lóm. Không chính xác. Lõm hả? Nghe lõm hả? Đúng rồi, nghe lõm. À, từ này lâu xài quá. Rồi, tiếp theo ha. Cha nói với Toàn, tối nay ăn món của cha nấu nha. Hỏi tối đó nhà Toàn ăn món gì? Cha nói với Toàn tối nay ăn món của cha nấu. Cha nói với Toàn là tối nay ăn món của cha nấu. Món của cha. Rồi, ra rồi đó. À, chả cua. Đúng rồi. Oh. Rồi, đố chữ. Hai đối thủ khi đối đầu nhau thường chạm vào đâu? Chạm vào đâu? Chạm vào đầu, đối mới đối đầu rồi. Là? À, từ từ. Đâu đơn giản vậy hả? Không nhắc. Hai đối thủ khi đối đầu nhau thì chạm vào đầu. Chạm vào đầu, không chính xác. Chạm chán. Đúng rồi. Đối vui. Những người yêu xa thường giận hờn vì người yêu không chịu bắt cái gì? Bắt máy. Chính xác. Em có kinh nghiệm trong lĩnh vực này lắm. À, em là yêu xa hả? Dạ không. Chứ sao em rành câu này vậy? Dạ không, em có kinh nghiệm không bắt máy hay bị giận. À, vậy là người yêu là ở gần bên hả? Dạ. Ai hả? Thầy thả, thầy thả. Mớm cung quá à. Mớm cung quá à. Rồi, đố chữ. Tí đi mò tôm đem ra chợ bán, nhờ đâu tí bán đắt hơn những người khác? Tí đi mò tôm đem ra chợ bán. Tí đi mò tôm. Mồm to. Chính xác. Wow. Mồm to, mò tôm, mồm to. Rồi, hết thời gian. Kính thưa quý vị, như vậy là Nicole đã đúng đáp án liên tiếp 3 câu. Thưa quý vị thân mến, Nicole mang về 3 đáp án liên tiếp chính xác. Chúng ta gặp gỡ lại nghệ sĩ Hoàng Mập. Xin mời. Anh chỉ cần con số 4 là đội mình chiến thắng. Yeah. Xin mời. Đừng nhìn bên kia, đừng nhìn đám quỷ kia. Đúng rồi, nhìn tụi em nha, nhìn tụi em. Nhìn đồng đội mình à, đồng đội mình đó. Chúng ta có 2 phút dành cho nghệ sĩ Hoàng Mập. Xin mời. Câu đầu tiên, một bạn tên là Thư đi gội đầu dưỡng sinh gọi là gì? Thư sinh. Wow. Không phải. Sao anh có thể nghĩ
nghĩ ra được hay vậy ta. Đi rồi, dưỡng sinh đó. Không, mà thư sinh rất là hay luôn á. Mình sẽ sống. Thư sinh. Thư giãn. Yes. Thư đi gội đầu dưỡng sinh. Mục đích chính là để thư giãn. Lên. Phong có năng khiếu phối đồ thời trang độc lạ gọi là gì? Phong cấp. Lên. Nghe thông tin gì mà không đáng tin cậy? Nghe gì không đáng tin cậy? Nghe cái gì? Nghe gì nghe nó không đáng tin cậy? Cà Mau xa lắm. Đừng có nghe đây. Ở cuối cùng ban đồ gì tin dịch. Nghe cái. Đúng rồi. Hay quá. Nghe một cái hay quá. Nghe nhầm hả? Không, đừng có văn chương quá, nghe bình thường lắm. Nghe bình thường thôi, nghe mà nghe đời lắm, đời lắm, nghe lộn. Nghe lộn. Gần. Chưa gần rồi, nó gần rồi, nó gần rồi. Nó gần vậy á. Nghe nói gì? Nói Cà Mau xa lắm. Chúa, mình đến đây. Hết giờ rồi anh ơi. Nghe đồn, lại đồn mới xác. À, nghe lại đồn, nghe đồn, lên. Câu tiếp theo là câu mang tính chất quyết định để biết được đội nào thắng và đội nào không thắng. Nên chúng ta đừng nhắc gì cả ha. Đây là câu đối chữ tiếp theo. Đối chữ bài gì? Chương trình mình đối chữ, hôm nay đối chữ dữ lắm. Nghe gì không bao giờ trọn vẹn. Nghe Xuân Sang sao? Nghe Xuân Sang hay trong lòng em chứa nghe gì? Nghe gì không bao giờ trọn vẹn. Nghe lén hả? Nó gần như vậy. Ôi, nghe chọn nghe. Nói gì thôi, có nói gì đâu. Nghe gì? Chúa, nghe gì? Không trọn vẹn. Nghe gì không trọn vẹn. Nghe Đức Khúc. Nghe Đức Phúc hả? Đức Khúc nghe được khúc đó. Trả lời đại đi anh, hết giờ đó. Chốt đại đi. Không, anh còn có một câu là anh quyết định thắng em. Hay quá. Hay quá. Anh cũng chiến đấu cho tới cùng luôn. Anh dựng quá. Sang xuống. Nhanh kìa. Anh hết giờ. Nghe. Đừng ai nhắc nha. Hết giờ. Đúng rồi. Thời gian mình làm lại từ đầu. Anh ơi, mấy câu sao dễ hơn. Làm lại được. Nghe chậm. Bằng mà anh đâu phải đang thua đâu. Nghe chậm. Rồi quyết định. Không chính xác. Đáp án là nghe lõm. Câu tiếp theo. Cha nói với Toàn là tối nay ăn món của cha nấu. Nhà Toàn ăn món gì? Món chả. Chả gì? À, chả cha nấu. Chả cha nấu. Chả là cha nấu. Chả gì? Ê. Chả. Chả keo. Chả cha. Chả cha. Không chính xác, chả cua của cha. Trời ơi, tức quá. Đây là câu đối chữ tiếp theo. Hai đối thủ khi đối đầu nhau thì thường chạm vào đâu? Là chạm gì? Chạm mặt. Không chính xác. Chạm trán. Những người yêu xa thường giận hờn vì người yêu không chịu bắt gì? Bắt điện thoại. Đúng rồi. Chính xác. Đại em cũng không biết. Đúng rồi đại. Bắt điện thoại thì ta gọi là bắt gì? Phone. Bắt phone rồi dùng tiếng Anh tiếng Việt thôi. Hả? Tiếng Việt thôi. Gọi là bắt gì? Bắt máy. Đúng rồi. Một bạn tí đi mò tôm đem ra chợ bán. Nhờ đâu tí bán đắt hơn những người khác? Một bạn tí đi mò tôm đem ra chợ bán. Mò tôm, trời mò tôm. Mò tôm là tôm mò hả? Bạn tí ra chợ. Ra chợ. Mò tôm. Mò tôm. Bắt ốc. Mò tôm. Trời ơi. Nước Lan nghề số hàng mập cũng mang về 3 đáp án liên tiếp chính xác cùng với đội đối thủ bằng kết quả. Trời ơi. Bây giờ chúng ta sẽ chào đón hai thành viên của hai đội, thành viên nào cũng được, để trả lời một câu hỏi phụ duy nhất. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, hôm nay rất là kịch tính và rất là vui vẻ luôn. Bây giờ sẽ có một câu hỏi duy nhất, sau khi MC đọc xong và báo hết, chúng ta sẽ đập tay giành quyền trả lời. Sau khi mình đập tay giành quyền trả lời, mình có 5 giây để trả lời thôi. Nếu mình trả lời không chính xác thì người còn lại cũng có 5 giây để trả lời. Đây là câu đối chữ. Câu này rất dễ. Lâm đi trồng rừng thì gọi là gì? Hết. Lâm tặc. 5. Trời ơi, đi trồng rừng. Đi trồng hả? 2, 1. 5. 4. 3. Lâm. 2. Trồng rừng. 1. Lâm nghiệp. Chính xác. À, thưa quý vị thân mến, là Lạc Hoàng Long trả lời Lâm Tặc, đó là những người phá rừng đáng bị lên án và bị trừng phạt bởi pháp luật. Còn Lâm Nghiệp là đáp án chính xác. Chúc mừng. Như vậy còn nói gì nữa, mời hai đội. Dạ xin mời lên ạ.
hay quá. Gia đình tự hào, gia đình tự hào. Rồi chúng ta sẽ dừng lại. Không biết tại sao mà mình gần tới đường thắng thì mình lại thua ta. Thế em nghĩ là do cơ địa đó. Gọn gọn thì không sao mà cứ bự bự là có chuyện rồi. Sao anh Quang? Em Út nói đúng quá, biết câm nín thôi chứ. Như vậy là đội chúng ta dừng lại với phần thưởng là 15 triệu đồng, xin chúc mừng. Còn đội chúng ta ngày hôm nay sẽ bước vào vòng đặc biệt để mang về giá trị tiền thưởng là 60 triệu đồng. Xin mời.